các bạn. Trong video ngày hôm nay thì công ty kết sắt Bạch Tiệp sẽ hướng dẫn và chỉ cho các bạn cách sử dụng chiếc kết sắt điện tử nhanh chóng, dễ dàng và dễ hiểu nhất. Thì để các bạn có thể xem được nhiều video clip của mình cũng như là biết cách sử dụng chiếc kết sắt được tốt hơn thì các bạn có thể ấn đăng ký kênh và theo dõi để chúng ta có thể nhận được những video tiếp theo và biết cách bảo trì chiếc kết sắt một cách tốt hơn. Thì trong video này thì sẽ bao gồm 3 phần. Phần thứ nhất là mình sẽ nói về cách sử dụng bằng mắt điện tử. Phần thứ hai là nói về cái phần là cách mở chiếc kết sắt ra bằng cơ khi bị hết pin hoặc là bị quên mật khẩu. Phần thứ ba là cách sử dụng hộp tiếp pin. Phần thứ tư là cách có thể thay đổi được mật khẩu của chiếc kết sắt. Và bây giờ chúng ta hãy cùng đi chi tiết vào cách sử dụng các bạn nhé. Đầu tiên, để mở được chiếc kết sắt này ra, chúng ta sẽ cắm chìa khóa vào trước. Sau đó các bạn quay chìa khóa kịch sang bên phía bên tay phải. Trước khi mở két thì chúng ta ấn nút thang. Sau đó các bạn nhập mật khẩu vào. Kế tiếp thì chúng ta ấn nút thang tiếp. Màn hình thì open, các bạn xoay tay nắm sang phải. Vậy là chúng ta đã mở được chiếc kết sắt ra ngay, rất là dễ và thuận tiện. Để các bạn có thể đổi được mật khẩu của chiếc kết sắt, chúng ta đợi màn hình ở xanh ngoài này ngắt đi. Sau khi ngắt đi rồi thì các bạn quay ra ngoài màn hình ở đây, chúng ta ấn vào nút màu xanh. Sau đó các bạn thả ra và chúng ta ra ngoài màn hình, chúng ta nhập luôn số mà chúng ta muốn thay đổi vào. Lưu ý khi ta tắt các bạn phải nhập luôn, không thì màn hình này nó tắt thì chúng ta lại phải làm lại từ đầu. Mình làm lại. Nhập mật khẩu chúng ta muốn thay đổi, giả sử mã bảo mật của mình là số 147 2583 thì chúng ta nhập cái số bảo mật vào, sau đó kết thúc nút thang. Vậy là chúng ta đã đổi được mật khẩu của chiếc kết sắt thành công. Và chú ý là mật khẩu của chúng ta có thể lên đến là 8 ký tự. Và trong lúc sử dụng chúng ta có thể dùng từ 1 cho đến 8 tùy muốn theo môn của mình. Và bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến phần là mở được chiếc kết sắt ra bằng cơ. Thì trong quá trình các bạn sử dụng, nếu như khi mà mua kết sắt về mà các bạn có thể là chưa mở được kết sắt ra vì không bấm mã số, vì kết chưa lắp pin, hoặc là kết sắt của chúng ta đang dùng nếu như mà có bị hết pin hay là bị quên mật khẩu chúng ta đang sử dụng, thì công ty kết sắt Bạch Tiệp cũng có thêm cho chúng ta chương trình khóa giải cứu. Thì để mở được kết sắt bằng cơ thì các bạn cậy cái lóc này sang bên phải, sau đó chúng ta cắm chìa khóa giải cứu vào, sau đó chúng ta xoay chìa khóa giải cứu này sang bên phía bên tay trái. Đồng thời các bạn phải kết hợp với cả chỉ quá trình chúng ta cắm vào xoay bên phía tay phải, các bạn xoay tay nắm. Vậy chúng ta đã mở được chiếc kết sắt bằng cơ. Và nếu như kết của chúng ta đang dùng có bị hết pin thì các bạn cậy cái lóc này ra, chúng ta ngủ với pin, chúng ta lắp vào bên trong đây để chúng ta thay pin. Và nếu như bị quên mật khẩu thì các bạn có thể ấn vào nút màu xanh này để chúng ta có thể cài đặt mật khẩu theo ý muốn của mình. Tiếp đến là khi mà ở trong kết sắt, khi mà các bạn nhận được thì sẽ có thêm một chiếc hộp tiếp pin này. Thì chiếc hộp tiếp pin này thì để sử dụng khi mà kết của các bạn bị hết pin thì chúng ta có thể mua một viên pin, các bạn lắp vào trong chiếc hộp này. Và ở bên dưới của cái phần điện tử có một cái lỗ để các bạn có thể cắm cái phần tiếp pin này vào đây. Thì sau khi cắm vào thì cái điện tử này sẽ hoạt động được như bình thường. Và sau đó các bạn lại lấy và các bạn sẽ gọi chiếc sắt như bình thường. Và sau đó chúng ta lấy pin từ bên trong chiếc hộp này và các bạn lắp vào bên trong đây để kết sắt của chúng ta hoạt động được tốt hơn. Và ngoài cái tính năng nêu trên thì kết sắt của các bạn còn có thêm các cái tính năng nâng cao và cao cấp hơn. Tính năng này thì sẽ là tính năng báo động chúng di chuyển trên kết sắt đi và tính năng báo động chúng dọn mã số. Thì thao tác như sau: khi mà chúng ta ấn hai mã số có 3 lần thì kết sắt của chúng ta sẽ có chuông báo động kêu lên. Và để hết kêu thì các bạn chỉ cần nhập đúng cái mật khẩu mà chúng ta đang sử dụng vào. Cách của chúng ta sẽ hết kêu luôn. Và để kích hoạt tính năng báo động chống di chuyển trên kết sắt đi thì các bạn làm như sau: ấn nút chìm không. Sau khi mà có sự va đập của kết sắt để thanh đi thì kết sắt của chúng ta sẽ có chuông báo động kêu lên. Để hết kêu các bạn chỉ cần nhập đúng mật khẩu vào. Và kết sắt của chúng ta đã được hết kêu báo động luôn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian quan tâm và xem video clip của mình. Nếu như các bạn cần thêm hỗ trợ thông tin gì thì các bạn có thể để lại comment xuống phía dưới để công ty có thể giải đáp và chỉ dẫn cho các bạn được đầy đủ và chi tiết hơn. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video clip sau.